chúng ta chính là mực mũi đạn, mực hình viên đạn đó mọi người. Tên tiếng Hàn là Chong Ai Ồ Chí Ngơ. Mực viên đạn đi, mình gọi là gì đi. Thì bên Việt Nam mọi người coi giùm mình con này là con gì nha. Tại vì mình không biết. Nó thì nhìn giống như con mực còn nhỏ vậy đó. Thì nó giống giống như là con mực. Thì nó là con mực cái gì nữa. Tại vì nè. Mà mình ăn luôn ruột luôn được nha. Cái này bên Hàn người ta ăn sống cũng được nữa. Nhưng mà Việt Nam mình thì có cái câu là ăn chín uống sôi truyền thống rồi, cho nên là mình sẽ hấp nó lên để giữ nguyên cái độ ngọt và chấm với lại tương ớt của Việt Nam luôn. Rất là ngon. Tôi rồi rối luôn. Hình như da nó có chỗ đồi mồi hay sao mà nó có chấm chấm nè bà con. Pa-ra-pa-pa-pa. Mực đã chín rồi mọi người ơi. Mực viên đạn của chúng ta đã chín rồi. Giới thiệu với mọi người đây là Hà Yun. Hà Yun thì chưa có ăn mực được, cho nên là mình sẽ cho ăn dưa hấu với lại bánh. Hà Yun bữa nay có kẹp dễ thương không? Kẹp. Kẹp á là không phải để cho đẹp, mà để phân biệt nam nữ. Vậy thôi. Mình phải ăn canh thủ nó còn nóng mọi người ơi. Đây. Ăn theo thứ tự bên trên cùng, từ trái qua phải nha. Đây là tương ớt của Việt Nam. Rất là ngon. Tương ớt này là bên Việt Nam mình hay thường dùng để chấm chả cá rồi đó mọi người. Nóng hổi ha, giòn giòn ha, dai dai, ngọt ngọt, ngọt ngay luôn. Chấm tương ớt này. Tương ớt này thì mọi người biết rồi đó. Tương ớt chưa gì chili mix rất là ngon. Đây mà mọi người ăn con nào mà ngon nhất rồi. Chấm miếng cái đã. Chấm miếng trời ơi, cái này giống mồi nhậu mọi người. Cái này ở Hàn Quốc là người ta dùng để ăn cơm hoặc là làm mồi nhậu luôn á. Bữa nay mới sắm cho Hà Dương cái ghế để làm mất ban nè mọi người. Đây. Ghế mới về ngang qua luôn. Để cho mẹ làm mất ban. Mặc dù là hai người ăn hai món khác nhau. Cắn gì hốt ngon lành lắm rồi. Nhiêu mực đây là mình mua 40.000. Là tầm 40 đô. Là tầm 800 ngàn tiền Việt Nam. Không. Mà được như mực đây. Mực này bây giờ là nó vô mùa đó, chứ không phải là lúc nào cũng có. Bây giờ bên này đang là mùa của mực này. Ở ngoài chợ bán rất là nhiều, nhưng mà mình phải tranh thủ mua ăn. Tại vì nhiều khi bữa nay mình thấy gì chứ ngày mai ngày mốt là nó hết. Thế nên bữa nay là mình thấy là mình mua ăn liền luôn á. Này nè, nó không có dai giống như là nó không có dai như những con mực bình, những con mực khác bạch tuộc đó mọi người, dai lắm. Cái này nó rất là giòn và mềm luôn, ăn rất là mềm. Tại vì biết sao không? Chắc là nó còn non á, nó còn non nên là nó mềm. Ngập tràn trứng luôn, mềm rụm luôn, ngon cỡ không?
bên Việt Nam mình không biết, không biết là có con này không ha, tại vì không có ở vùng biển á mọi người, cho nên là không có rõ nữa. Cái này mà làm thêm chén muối muối ớt chanh nó là nhức nách. Mà chấm tương ớt là cũng giật nách. Cái này mà có bạn Hiền với thêm một chai một ly bia nữa là ngon luôn. Rồi, trái luôn. Với bà Hà Vui này là không có gì mà còn với bà hết trơn. Bữa nay mọi người thấy á, mọi người thấy những cọng tóc của Tiên nó đã không còn dựng đứng lên như hôm qua nữa rồi đúng không? Mà tại vì mình đã bôi dưỡng tóc kẹt thú mi đó, cho nên là bây giờ những sợi tóc bướng bỉnh đã chịu ngoan ngoãn nằm vào tính làm văn thơ đồ, mà sao nó bị, tại tại vì không phải là chuyên chuyên văn cho nên là nó bị gánh đoạn giữa chừng. Bạn bạn nào học chuyên văn viết giùm mình cái đoạn sau cho nó suông suông cái coi. Những cọng tóc bướng bỉnh đã chịu ngoan ngoãn nằm nép mình chung số phận với những đồng đội của nó. Nó không còn chỉ lên trời như những ngọn lao, như những cây lao trước gió nữa. Giờ đây chỉ còn là những cọng tóc bóng mượt. Bạn nào chuyên gia viết giùm mình đoạn về những cọng tóc trên đầu mình đi. Con này á, người Hàn người ta gọi là trong ai ồ chí ngơ, có nghĩa là mực viên đạn á, mà con này người ta ăn sống được luôn nha. Ăn sống rồi. Bữa nay là mẹ chồng đi bán nè, ba chồng đi gãy nè, chồng đi làm nè, có hai mẹ con mình nhà chiến đấu nè. À, mình có mua riêng chừa cho mọi người nửa nửa rồi nha mọi người, chứ không phải là mình ăn mảnh nha. Người Hàn á họ mình thấy á, là đồ biển á đa phần là họ ăn sống đó. Cái nào mà dữ lắm không chín á, thì họ ăn kỳ á thì họ mới nấu chín thôi, còn đa phần là thấy ăn sống. Ví dụ như là mực cũng ăn sống nè, tôm cũng có loại tôm ăn sống, không phải là tôm nào cũng ăn sống nha, mà cái loại tôm ăn sống là một con tới 5.000, là 5.000 là tầm 100.000 Việt Nam, đắt lắm, mà nó có bông trên đầu á là con đó mới ăn sống nha. Cá sống thì khỏi nói rồi ha, gỏi đồ các kiểu, gỏi nước gỏi khô các kiểu đủ hết luôn, trộn cá sống mà người ta trộn với rau cải xong chế. Chị ba già Ngọc không biết bức xúc cái gì nữa, cái nết đã, cái mặt đã không được đẹp rồi mà cái nết còn xấu nữa. Bó tay chị ba. À, cá nè bỏ rau gác vô chế nước vô nấu ngon. Ở lộn rồi, chế nước vô trộn giống như là bún vậy đó mọi người, không như là bún nước của mình vậy đó, mà cái đó là bún mà gỏi cá nước. Rồi những con mà mẹ cho mình quay video ăn đó mọi người, con sói sùng sống nè, con gì ta,
con nhím hay là con dứa gai con gì đó ha, con hải sâm sống nè. Con ốc mà hôm bữa mình ăn là mình nấu cho cả nhà ăn bị ngộ độc đó, ốc sò bơ đó mọi người. Con ốc đó là đáng ra là ăn sống, lấy cái cây lấy cục đá mình đập đít nó bỏ xong rồi mình lấy thịt nó mình ăn sống chứ không phải là mình xào mình nấu như vậy. Ốc là ốc ăn sống đó mọi người. Mình phải sửa cái tật cà lăm của mình mà làm mới được. Nói nhanh là cà lăm nó thành ra là nhiều khi nó bị dắt chữ dập băng. Nôn quá mọi người, nôn quá. Còn vài ngày nữa là về Việt Nam rồi. Cho nên là trong đầu bây giờ đang suy tính là phải ăn những món gì. Bánh lọt, bún rơm, đợt rồi về thèm nấm rơm mà không ăn được. Chuyến này là phải đi ăn nấm rơm. Kêu ý nó mua nấm rơm thì xào cho mình ăn. Bánh lọt, bánh tầm. Bánh tầm miền Tây á mọi người, chứ không phải là bánh tầm mà ấy nha. Bánh tầm miền Tây là cộng giống như là cộng bún vậy đó, cộng phở, cộng bún bò vậy đó. Rồi xong người ta bỏ chả, giá đậu xanh, rồi nước cốt dừa, rồi chả mà dạng như chả bánh mì á mọi người, chả mà cục viên viên tròn tròn mà mịn thịt mịn nó màu đỏ đỏ đó. Cái chả đó kêu bằng giá gì, xá xíu hả, xíu mại hả, cái gì đó quên rồi, nó gì đó rau cải các thứ rồi ở trong rồi đó, nước mắm mặn mình chế vô mình trộn hơi ngon. Ngày xưa đi học hay ăn cái đó đó, mà không biết là Sài Gòn có bán không, cái đó là cái món đó hình như là chỉ có miền Tây mình mới có hay sao á đó. Đó rồi bánh lá nữa. Bây giờ không biết là Sài Gòn nó bán, nó có bán giống như là những món miền Tây của mình không, tại vì mình cũng chưa ở Sài Gòn hồi nào tới giờ. Hả? Không lẽ bánh lá, bánh tầm đồ. Với lại ở quê mình ngày xưa là người ta hay mặn ba cái loại mà giống như là nấu sữa đậu nành nè, hột é, rồi trộn với lại ba cái ngũ gòn, cốc tai này kia nọ, rồi ba cái gì mà hột hộ giống như rau câu. Nói chung là người ta mặn những cái loại thức uống giải khát á, xong người ta bỏ bọc với mọi người, cái đầu người ta bưng ra chợ người ta bán á, bịch 2.000 hay như thời đó đó, thích uống những cái loại đó mà không biết là Sài Gòn có bán không. Với lại hủ tiếu gõ nữa, trời, hủ tiếu gõ là ngon lắm. Hồi xưa mình nhớ có lần lâu đó mình lên Sài Gòn mà mình làm một lượt đâu gần 2 tô hủ tiếu gõ mà chưa có no nha, ăn 2 tô mà vẫn chưa no nha mọi người. Nhưng mà tại vì mắc cỡ, thấy không? Tại vì lúc đó còn nhỏ mà mắc cỡ lắm, ăn không no thì cũng gán nhịn chứ đâu dám nói. Chà, bây giờ ăn không no rồi. Bây giờ ăn không no là phải ăn thêm mà chứ. Mà đó. À, hủ tiếu gọi. Im. Chỗ mẹ nói chuyện vài câu coi, đang tâm sự mỏng nó la làng nó sớm là mất cảm hứng luôn rồi. Hủ tiếu gõ đầu hẻm 5.000 tô như đó mà ngon cực kỳ mọi người, nấu sao ngon lắm. Bún riêu rồi, bánh mì rồi. Ngày 16 tới ngày 21 là mình ở Sài Gòn. Từ ngày 21 tới ngày 24 là ở Hà Nội. Cho nên là những anh chị em nào mà muốn tìm hiểu về mỹ phẩm Atomy hoặc là bôi thử hoặc là cần tư vấn gì đó thì liên hệ với mình qua Facebook nha, để hẹn gặp nha. Mới quăng cho bà 2 miếng bánh, bà im rồi, bà ăn nữa rồi đó.
Dạo này ở Hàn Quốc trời nắng lên à, ấm à, rất là dễ chịu. Có bữa thì nó nóng, có bữa thì nó se se lạnh lạnh. Nói chung là giao mùa mà, giữa mùa xuân với lại mùa hè mà, cho nên là lúc lúc nóng lúc lạnh. Bữa nay là tính lên sân thượng ăn rồi đó, mà tại vì nắng quá, nắng chói quá thì mình quay nó sẽ không có rõ, với lại mình cũng nhăn cái mặt mình như khỉ nữa, cho nên là thôi ăn ở trong nhà chó lành, với lại ăn ở chợ đó thì con Hà Du này nó sẽ không có ăn chung được. Mà con mực này làm gì cũng ngon nha mọi người, nấu lẩu cũng ngon mà, đi ghim mặn ngọt cũng ngon à, làm gì cũng ngon nữa. Chỗ bữa nào rảnh làm nồi lẩu hải sản đãi cả nhà các, lẩu hải sản kiểu Việt Nam, lẩu hải sản chua cay, ăn thử coi. Đang quạo gì chứ, đang quạo gì chứ mà kêu cũng Hà Du đó mọi người, nó có hai kiểu cười, là kiểu cười xã là kiểu cười xã giao, với lại kiểu cười thiệt sự. Cười xã giao là ví dụ như ai la nó nha, ai la nó hoặc là ai kêu nó thì nó cười xả da, nó cười nè. Còn mà nó cười thật sự là nó cười thiệt. Con này nè, Ai la nó cười dữ lắm, biết sao không? Nỉnh mà cười đặng mà cho tao đừng la, tao đừng chửi nữa, khôn lắm. Con này nè, giả bộ tỏ vẻ đáng yêu lắm nè. Nỉnh nè. Ôi chị ba quạo quá. Cái mặt đã trấu rồi mà còn quạo nữa, mặt nhăn nhăn nè. Trời ơi, ăn ướt nhẹp áo trơn luôn rồi. Một ngày con này là phải 3-4 bộ đồ á. Nó quá thôi chứ chừng 2 bộ à, 2 bộ đồ ngày. Rồi thôi mọi người, hôm nay là chắc mình ở đây thôi, tại vì ngày vô nó phá bệnh quá rồi, quậy châu vậy. Cảm ơn mọi người đã xem video nha, nhớ đăng ký like, comment cho mẹ bỉm sữa về qua TV. Tạm biệt mọi người, đây coi, tạm biệt cô bác đây coi, tạm biệt cô bác đây, tạm biệt mọi người, cười thả dao thấy không, tạm biệt mọi người.